Hôm nay Ngô Đào sẽ giới thiệu với mọi người một món ăn đủ bốn cái vị của cuộc đời: cay, đắng, ngọt, bùi. Chắc chắn mọi người nghĩ rằng cái món ăn này là món ăn không có thật, nhưng mà Ngô Đào xin đảm bảo 100% món ăn của Ngô Đào hôm nay nha đủ bốn vị: cay, đắng, ngọt, bùi. Bây giờ Ngô Đào xin mời mọi người cùng xem này. Đây là món khổ qua này, mọi người thấy khổ qua, tai heo, đây. Rau thơm ăn kèm cùng hành, tỏi, chanh, ớt. Và xin bật mí với mọi người, Ngô Đào sẽ làm một món gỏi khổ qua, mà hy vọng rằng những cái ngày nắng này cái vị khổ qua nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy rất là dễ chịu và nó giải nhiệt cho cơ thể chúng ta. Bởi vì trong những ngày hè nắng nóng thế này, chúng ta cần một món ăn là hấp dẫn. Và Ngô Đào tin chắc rằng món ăn của Ngô Đào hôm nay sẽ làm cho mọi người cảm thấy rất là kích thích, vì nó đảm bảo bốn vị: cay, đắng, ngọt, bùi. Thêm một sự chuẩn bị nữa, đó là đậu phộng Ngô Đào chưa rang nhé, vẫn còn nguyên. Đây, đậu phộng Ngô Đào để sẵn đây rồi. Bây giờ cái việc tiếp theo của Ngô Đào là sẽ sơ chế cái lỗ tai heo này. Lỗ tai heo Ngô Đào đã làm rất là sạch, nhưng như thế này vẫn chưa ngon. Đây, Ngô Đào sẽ bật mí một cách chúng ta sơ chế lỗ tai heo. Đây, chúng ta sẽ cho tai heo đã làm sạch sẽ vào một cái nồi. Đấy, mọi người thấy không? Vào một cái nồi đã rất sạch rồi đấy, nhưng mà muốn cho nó ngon thì chúng ta còn một cái công đoạn nữa. Đây là giấm, mọi người thấy giấm không? Giấm ăn, giấm chua. Ngô Đào sẽ cho giấm vào. Rồi sẽ cho giấm vào, gần nửa chai giấm rồi, rồi cho hết vào rồi. Và chúng ta sẽ ngâm lỗ tai heo này, ngâm lỗ tai heo này. Bởi vì tại sao chúng ta ngâm giấm? Chúng ta ngâm giấm để tạo cho, thứ nhất là tạo cho có độ trắng, đấy, trắng của tai heo. Thứ hai là làm cho bay tất cả những mùi hôi còn sót lại trong lỗ tai heo này. Dấu răng của Đào làm rất sạch rồi, đã dùng lưỡi lam cạo sạch tất tần tật lông lá rồi những cái phần dơ lỗ tai heo, và nó làm rất sạch, rửa rất nhiều nước, nhưng mà chúng ta ngâm qua giấm nữa. Đó là cái công đoạn thứ nhất. Và việc tiếp theo đó là Ngô Đào sẽ đi làm cái khổ qua này. Khổ qua này có một cái cách sơ chế ban đầu, bây giờ Ngô Đào sẽ đi sắt, sau đó Ngô Đào sẽ đem khổ qua này bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng một thời gian là từ 20 phút đến 30 phút để tạo cho khổ qua này có một cái độ giòn nhất định của nó, thì chúng ta sẽ có một cái món gỏi cực kỳ hấp dẫn. Bây giờ Ngô Đào sẽ đi làm nhé. Mọi người sẽ xem một tí nữa Ngô Đào sẽ đem cái sản phẩm khổ qua này đã làm xong. Sau khi đã ngâm lỗ tai thì mọi người thấy là lỗ tai rất là trắng. Bây giờ Ngô Đào sẽ đi lục lỗ tai này. Và khổ qua thì đã sắc gần một rổ này, đây, mới 5 trái khổ qua đây mọi người nha. Và Ngô Đào đã đưa vào trong tủ lạnh khoảng 15 phút. Đây, khổ qua rất là giòn rồi, ăn thử một lát. Giòn tan. Bây giờ Ngô Đào sẽ cho nước vào và đi luộc thịt. Trong thời gian chờ thịt cái lỗ tai này chín thì Ngô Đào sẽ tiếp tục làm một cái chén nước mắm. Bạn gọi là chén nước mắm thần thánh, để chúng ta có thể trộn cho cái món khổ qua này đủ vị cay, đắng, ngọt, bùi. Thật ra là cay, đắng, ngọt, bùi thì chưa đủ vị đâu, cái món gỏi này là cay, đắng, ngọt, bùi, béo, chua, đây, đủ kiểu hết nha. Bây giờ Ngô Đào sẽ đi luộc. Và trong cái thời gian mà chờ đợi cái lỗ tai heo này chín thì tiếp tục mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách làm chén nước chấm này luôn. Xin lỗi, chén nước mắm này luôn. Chúng ta cho vào đây một nắm tỏi này. Đây, ớt rất là cần thiết. Chúng ta cho khoảng 2, 4, 6, 7 trái ớt. Đây, bởi vì cái số lượng của qua này nhiều, 8 trái ớt cho nó cay này. Cay đắng một mùi đủ vị mà. Đây, chúng ta cho 8 trái ớt. Cay, món gỏi là bao giờ nó cũng phải cay. Đây. Rồi,
Cái hành này để tí chúng ta phi nha, phi dầu. Chúng ta phi dầu cho nó vàng lên. Rồi chúng ta trộn vào. Chúng ta cho vào đây khoảng 3 thìa đường. 3 thìa đường nha mọi người. Một thìa đầy bột ngọt. Một thìa đầy bột ngọt. Rồi chúng ta sẽ giã để tạo ra một chén nước nước mắm. Trời bây giờ thời tiết rất là oi nồng. Bắt đầu sẽ giã. Món củ qua này nó đầy đủ vị cay đắng, cay là của ớt, đắng của củ qua, ngọt của đường, bùi của đậu phộng, này thêm các vị khác là béo của lỗ tai heo, này chua của chân, rất là nhiều vị. Nó tức màu sắc thì mọi người thấy sẽ thấy màu sắc là tuyệt vời. Rồi tỏi vừa nhuyễn là ok rồi. Tỏi nhuyễn là ok rồi. Bởi vì chúng ta sẽ để cái ớt còn lại nó đẹp. Này bây giờ chúng ta sẽ cho tỏi ớt ra ngoài một chén và cho nước mắm vào. Đây. Rồi, đây là chanh. Đây là một hơn một cái chanh mọi người nè. Mình đã lấy nước. Đây, cho vào. Tiếp tục. Chúng ta khuấy đều và cho mắm vào. Chúng ta bình thường. Và cho mắm vào. Rồi. Yeah. Một chén nước mắm. Đây. Chúng ta có thể thử xem thử chén nước mắm của chúng ta có ok hay không. Thử một tí, nhắm một tí. Rất ok. Chén mắm rất ok. Rồi, chúng ta để chén mắm này. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn việc là chờ thịt lỗ tai chín để chúng ta thái mỏng ra và sẽ trộn vào món gỏi này nha. Sau khi mọi người xem đã sơ chế và đã sắc thịt, mọi người xem này, thịt rất là thơm luôn. Đây. Nó đã khử qua cái giấm rồi cho nên là bây giờ luộc xong thì rất là thơm. Đấy, rất trắng đẹp. Đây là khổ qua, bởi vì cũng không nhiều người ăn cho nên là Ngô Đào sẽ làm ít thôi. Còn đây là đậu phộng rang nha. Đậu phộng rang giả dập. Mọi người thấy đây là chén hành tỏi đã phi dầu vàng. Bây giờ Ngô Đào sẽ bắt đầu, bởi vì mình rửa tay vừa sạch xong nha mọi người. Đừng nghĩ là Ngô Đào là không mang bao tay. Mang bao tay cũng không cần thiết đâu. Món này mình vừa rửa tay rất là sạch này, tay sạch tinh. Đấy, mình sẽ làm cho vừa đủ số lượng người ăn thôi. Nhiều quá thì bỏ lại rất là phí. Đấy. Rồi tuần này là thêm thịt nữa vào là quá nhiều rồi. Thịt thì mình sẽ cho vào hết nha, cho hết luôn. Thịt chúng ta cho vào hết. Rồi bây giờ trước tiên chúng ta sẽ đảo cho đều giữa tay heo và khổ qua. Đấy, tay khổ qua chúng ta cho đều nè. Đấy, còn một lát thịt cho vào luôn. Mọi người thấy nè, đã đều rồi. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ cho dầu và hành tỏi vào. Đây, bắt đầu cho dầu, hành đảo và tỏi vào để cho nó trơn, nó không có dính. Đấy. Hành tỏi phi nhá, hành tỏi phi dầu. Đây, rồi chúng ta cho hết vào luôn cho nó thơm ngon. Ok. Đây. Tiếp tục chúng ta sẽ cho chén nước mắm bằng tính. Này, chén nước mắm là canh thôi chứ còn đừng để cho nó mặn mà mất ngon đi. 2 thìa, 3 thìa, 4 thìa, 5 thìa, bởi vì trong này chanh đường rất là nhiều nên nó không mặn.
6 thìa nước mắm. Rồi, chúng ta cho thêm 1 thìa cà no để tạo 1 thìa cà no này. À, mọi người thấy chưa? Ok. Không cho thêm một cái gì hết. Tí để chúng ta xem thử. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ cho tất tần tật rau thơm vào. Rau thơm này gồm có này, mọi người gồm xem này, đây là húng húng lủi nè. Đây, húng tím húng lủi, hành, ngò. Đây, chúng ta có 3 loại rau đó, chúng ta cho hết vào nha. Hết cái đĩa này. Rồi chúng ta dùng cái đĩa này tí chúng ta lấy ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bóp. Tay sạch, chúng ta bóp. Bóp nhẹ nhàng. Đây, củ hoa chúng ta đã cho vào trong tủ lạnh cho nên rất là giòn. Đấy, chúng ta bóp nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đều gia vị, cũng đào nghĩ là nó cũng hơi nhạt đấy. Đang nhạt, không có có vì từng đó mắm mà cũng đào nghĩ là cần nhạt. Nghe cái mùi cực kỳ thơm luôn. Phải nói là cái mùi hành tỏi phi, rồi cái mùi của cái chén mắm thần thánh của chúng ta nữa, cực kỳ hấp dẫn. Rất là ngon. Chúng ta có cả một thao trộn. Tuyệt vời. Đây, ta bóp nhẹ nhàng đều hết. Đều hết. Lúc đầu nghĩ là nó cũng đang nhạt đó mọi người ạ. Chúng ta có thể thử bằng cách, đây lấy đũa chúng ta thử trước, xem thử nó nhạt hay là mặn. Bắt đầu thử trước nha, thử xem thử là nhạt hay mặn. Nếu như mà nhạt thì chúng ta cho thêm tí mắm vào. Sao lại nó vừa nhỉ? Quá ngon. Chưa đủ vị. Chưa đủ vị mà đã ngon rồi. Hơi nhạt một tí. Nhưng mà nhạt thì dễ chữa. Chứ còn mặn là mất ngon đi. Wow. Mắt về, tới đây là đã về rồi. Mình sẽ bóp thêm một tí nữa. Cảm giác hơi nhạt nhưng mà trời nắng nóng này. Chúng ta cho nhạt tí thôi. Cô Đào sẽ cho thêm một muỗng, một thìa mắm nữa thôi. Mắm này nó không có mặn. Chúng ta cho thêm một thìa mắm nữa. Vị chua, cái chanh. Đây, hành tiêu, ớt, tỏi, đường. Chúng ta không cần cho thêm tiêu nữa nha. Không cần tiêu. Thế này là ok rồi. Wow. Quá đã. Phải nói là quá đã. Rồi, bây giờ tới giai đoạn chúng ta sẽ cho ra đĩa. À, mọi người xem nè. Bởi vì tay rất sạch, chúng ta cho ra đĩa luôn. Cho ra đĩa. Thì chúng ta rất là phẳng lên. Mình nói chưa? Một cái đĩa rất là to. Nhưng mà đã gần được một đĩa này. Mình bóc luôn. Mình cái tay rất là sạch mà. Tay nấu ăn lúc nào cũng sạch sẽ, rửa sạch sẽ. Đấy. Rồi, tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái thìa này rắc vào phồng lên trên. Ây chà. Món này thì không cơ quan nào chịu nổi. Đấy, mọi người thấy không? Đào đang rắc vào phồng lên. Còn anh quay phim thì tranh thủ làm một miếng rồi. Ngon quá phim. Ngon. Ngon hả? Tuyệt vời. Bây giờ mọi người chờ một tí, cô Đào sẽ đi rửa cái tay cho cô Đào vô review nha. Sau khi đã chuẩn bị gọn gàng lên các cái đĩa thì mình sẽ review thử nha mọi người. Hồi nãy là chưa đủ vị bởi vì chưa có đậu phộng vào. Bây giờ này cô Đào sẽ cho đầy đủ. Đây, khổ qua, tai heo, đậu phộng. Còn bên đây là bún đậu mắm tôm. Tối nay nhà mình ăn bún đậu mắm tôm mà món này thôi, không quan tâm. Bây giờ cô Đào sẽ review thử cái món này. Mời mọi người nhá, mời mọi người món gỏi đầy đủ 4 vị để cay đắng một bùi của cuộc đời. Đấy. Không thể tả được. Chắc chắn mọi người chẳng chưa ai ăn cái món này. Mình chỉ gã món này. Phải nói đọc gì đấy. Nghĩ món này đọc gì đó, ngon. Người làm thử. Không ngon là không lấy tiền. Cực kỳ. Quá đã luôn. Quá thành công. Hôm nào mình sẽ chia sẻ tiếp cái món bún đậu mắm tôm này.
đầy đủ cách làm. Còn ăn là cái giải món gỏi bốn vị cây đắng bùi gái chờ kéo áo gái hư chơi bé ở trong video bé ký ấu quá ngon. Phải nói thật là hôm nay mình gái được hư, hôm nay Ngô Đào chia sẻ món này với mọi người và nó làm cảm thấy rất là thoải mái, bởi vì cái món này cực kỳ là ngon, mình làm mình cảm thấy rất hài lòng. Mọi người thưởng thức thử mà không ngon mà cái gì Ngô Đào cũng chịu. Và chúc mọi người thành công ngon miệng với món gỏi. Nó thật ra là mình nói gỏi bốn vị cái đó một bùi, nhưng đúng là gỏi khổ qua và tay heo. Cách làm thì kỳ công một tí nhưng mà cực kỳ là ngon. Chúc mọi người ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Nhớ đăng ký kênh Ngô Đào để ủng hộ và chia sẻ cũng như like để kênh Ngô Đào được phát triển. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, ấm cúng với gia đình. Bye. Xin chào. Bye bye.